mấy bạn mình nói với các bạn đạt nguyễn ở đất nước mỹ này đạt nguyễn không bao giờ dám mà chia sẻ cuộc sống pháp cuộc sống đức cuộc sống úc thậm chí cuộc sống canada kế bên đạt nguyễn còn chưa dám nữa mà không biết các bạn nghĩ, nghĩ các bạn như thế nào mà các bạn dám phán từ cái mà mua nhà rồi thừa kế trả góp đi làm bảo hiểm vân vân tại sao các bạn dám phán thì mình nói các bạn chỉ đứa con nít đứa con nít 3 tuổi thôi. Tại vì đứa con nít 3 tuổi đó nó nó chưa có phát triển được. Thì nó nhìn nó tưởng là như vậy thì nó nói như vậy. Ok, một đứa con nít còn học hỏi được. Còn các bạn đã lớn cái đầu nè, qua 18 rồi, 50 rồi chứ không có phải là còn con nít 3 tuổi mà các các bạn đó đó những các bạn này nè các bạn dám phản biện cuộc sống mỹ thì mình chỉ có bó tay chấm cơm là cho nên anh vinh sảnh nói các bạn là đồng tôm okay. dạ mình là đạt nguyễn xin chào tất cả này các, này các có bạn có ít và tất cả các đó. anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh cuộc sống mỹ đạt nguyễn lời đầu tiên chúng chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào không mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống dạ yeah, hôm nay là phải đi cài các bạn và tới Mỹ khổ lắm phải <laughs> đi cài tại vì hôm nay mình nhận được hai cái message của hai người khác nhau tiếp nói về cái tình hình của bảo lãnh cha mẹ à, vợ qua đây bảo lãnh cha mẹ chồng qua đây và hai cái tư tưởng khác nhau và nhiều khi anh chồng á ảnh phải chịu đựng hoặc cô vợ cũng phải chịu đựng hoặc là anh chồng hoặc là cô vợ không thể nào chịu đựng và tiễn cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng hoặc chính cha mẹ của họ ra khỏi nhà các bạn thì à, các bạn ở bên trong nước có nhiều bạn là đặt để à, bất hiếu hay là đem đem cha mẹ qua bên đây xong rồi á là ừ, xong rồi à, hưởng tuổi già gì đó hôm qua bên đây làm qua bên đây làm trâu làm ngựa gì đó rồi để mình đọc thêm những cái cái message này các bạn rồi sau đó rồi già đó rồi tống vô vị những lão thì có một anh ảnh ghi cái tâm sự của ảnh là chính ảnh là đối diện với cha mẹ vợ như thế nào à tiếp tiếp nói các bạn thứ nhất thì một bạn à, bạn này là là fan, fan gọi là top fan top fan nhưng mà top anti fan các bạn nhưng mà comment rất là dữ thì có được cái top fan ở trên facebook tên là tony trần có một người là tony tân là fan còn này là anti fan không sao càng càng tốt các bạn nhưng mà lịch sự thì ok u60 phải qua Mỹ để Việt kiều thành công khỏi phải gửi tiền về hàng tháng và đỡ tốn tiền thuê người chăm sóc mấy đứa Việt Kiều nhí à nó nói á, là việt kiều thành công á việt kiều thành công đây á, có nghĩa là nó 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 nó, nó chăm biếm á, là những người đây này nè tụi bay nghèo lắm tụi bay không có tiền đâu tụi bay bảo lãnh cha mẹ tụi bay qua để tụi cha mẹ tụi bay chăm sóc mấy đứa con của tụi bay đã vậy các bạn sau này cha mẹ về hưu thì việt kiều thành công còn được cha mẹ bồi đáp lại cho cái hiếu vì sẽ được chính phủ mỹ cấp tiền nuôi cha mẹ ở đây nó đã đề cái chữ nè cấp mở ngoặt tiền nuôi cha mẹ đóng ngoặt nghĩa là không có đó đó các bạn khi cha mẹ già quá hết xài được nữa thì gửi vô viện dưỡng lão cho chính phủ nuôi dăm vài tháng vô thăm chừng có cho có lệ mấy đứa con có hiếu thảo như vậy thì ở việt nam làm gì có <laughs> bạn thấy không à cái câu từ á của Thu này trần á thì cái câu từ của nói ở những người Việt Kiều dùng ở đây các bạn Nhưng mà cái đầu á của thô này tròn này á, là cái đầu của Việt Nam Thì thật sự là mình đánh giá là mình không biết Thô này tròn này đang ở Mỹ hay đang ở Việt Nam Ok Tại những cái câu này á là cái câu của những người vừa dụng dùng ở đây Thôi Người ở trong nước nói như vậy á Đã thấy tại rồi mà những cái con người nó ở đây mà nó nói đó là việt kiều thất bại tại vì nó nói những việt kiều thành công này thì nó là thất bại bạn thấy ở việt nam đó chưa đâu các bạn có một bạn đáp trả có một bạn đáp trả như thế này bạn đâu đâu đâu, đâu anh vinh Sành nguyễn anh vinh Sành nguyễn tôi này trần đúng ở việt nam chỉ có mấy đứa nó đầy cha mẹ nó đi bán vé số nuôi thân khi không còn lết nổi nữa à, thì đã đúc à, khi không còn lết nổi nữa. à, cái kia nó dài lắm à. Anh Vinh Sanh có nói với tôi này trần vậy nè. ở Việt Nam chỉ có mấy đứa đầy cha mẹ đi bán vé số nuôi thân khi không còn lết nữa nó đút cơm cho nó vả vào miệng khi chết nó phải sinh hoặc lấy tiền điếu chôn ở mỹ có chính phủ lo hết làm gì có đầu tôm đầu ếch đầu tên đầu tôm ếch sau ngồi đáy giếng đó sau nhà mà vào đây múa bút đó bạn này không đấy anh vinh nguyễn không biết thấy không các bạn thấy không còn cái này á là của thằng thôn thôn nè thâu trần nó 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 vào nó vào kênh nó nó không mình dữ lắm thì nó thành top fan các bạn đó là những cái cái đầu tôm đó là những cái tên nó không biết nó ở mỹ nó ở đâu bạn thấy không ở việt nam á, là những cái dư luận viên hoặc là những cái người mà nó đi theo nó coi những cái việc kiều thất bại á cái đầu của họ thất bại theo các bạn tại vì á bạn thấy không? bảo lãnh cha mẹ già qua đây hưởng cuộc sống an nhàn như thế này. Ê, mày bảo lãnh cha mẹ mày qua đây, cha mẹ mày phải coi coi con của tụi bay. Trời ơi, đi coi con coi cháu là một niềm hạnh phúc lớn lao của một ông, một bà, bà ngoại, bà nội. Tại sao có những người đó họ coi là một cái gánh nặng thì mình không biết các bạn. nha yeah. Coi con coi cháu là một cái lớn lao hạnh phúc nhất. Rồi, hoặc là không coi con coi cháu thì nó đâu phải coi là coi như thế nào những cái bậc cha mẹ ở việt nam bạn thấy không họ thấy con họ sinh nở bên đây họ họ qua đây họ giúp từng lý từng tí nhưng cái, những cái đứa này á là những cái đứa mà cái cái đầu nó đầu tôm thật các bạn ha à, qua bên đây á, cài như chó qua đây cài như bò qua bên đây mua nhà chở góp qua bên đây á, thức khuya dậy sớm Đó, nhìn ra ngoài chờ đen thui khổ lắm à, bảo lãnh qua cha mẹ làm chết mẹ cho khỏi tựa tiền về cái đầu lúc nào của tụi nó cũng là ăn với hưởng mà thôi ok thì nó chẳng khác gì con heo qua bên đây chính phủ nuôi thì nó để nằm tiền nuôi cha mẹ mở ngoặt đóng ngoặt là nghĩa là không có đó mấy bạn mình nói với các bạn đạt nguyễn ở đất nước mỹ này đạt nguyễn không bao giờ dám mà chia sẻ cuộc sống pháp cuộc sống đức cuộc sống úc thậm chí cuộc sống Canada kế bên Đạt Nguyễn còn chưa dám này. Mà không biết các bạn nghĩ, nghĩ, các bạn như thế nào mà các bạn dám phán từ cái mà mua nhà rồi thừa kế trả góp đi làm bảo hiểm vân vân. Tại sao các bạn dám phán thì mình nói các bạn chỉ đứa con nít đứa con nít 3 tuổi thôi. Tại vì đứa con nít 3 tuổi đó, đó nó chưa có phát triển được. Thì nó nhìn, nó tưởng là như vậy Thì nó nói như vậy Ok, một đứa con nít còn học hỏi được Còn các bạn đã lớn cái đầu nè Qua 18 rồi 50 rồi Chứ không có phải là còn con nít 3 tuổi Mà các, các bạn đó đó Những các bạn này nè Các bạn dám phản biện cuộc sống Mỹ Thì mình chỉ có bó tay chấm cơm là Cho nên anh Vinh Sảnh nói các bạn là đầu tôm ok mình nói các bạn là chỉ có ếch ngồi đáy giếng và các bạn chỉ có mình mình không biết cái câu nào để mình đặt cho các bạn đó nếu các bạn là một người phản biện có có trí tuệ đó người ta không có nói mà tại vì các bạn không biết gì để các bạn nói ok ở đất nước mỹ này nếu bạn không chăm sóc cha mẹ các bạn thì vô vị những lão về vị... các bạn dùng chữ, chữ viện này còn ở Việt Nam là chạy dưỡng lão ok. Và nếu bạn chăm sóc cha mẹ các bạn là các bạn lãnh lương. Trời ơi không có một nơi nào tuyệt vời. Nhưng mà mình biết các bạn rất là tức. Các bạn tức các bạn muốn được không á thì các bạn phải nói để cho các bạn ở trong nước á cái chính các bạn đó các bạn phải được ok còn à, các bạn phải nái lưng ra các bạn nuôi cha nuôi mẹ các bạn nếu các bạn có tiền mà đâu phải đó cha mẹ mà đã nói là bị gọi là già rồi alzheimer rồi cái đầu lẫn rồi các bạn chăm sóc chết ba các bạn luôn còn đừng có nói chuyện đó cho dù có tiền ok đó là một cái các bạn bây giờ á có nhiều đứa nó lên nó phản biện giống như những đứa con nít vậy đó hay à, dầu như là ăn chực lụm ve chai mặc áo mày lụm ở đâu cái tư duy nghèo đói đó ở trong nước thôi tại vì trong nước là đi lụm ve chai trong nước á có cái áo không mà cũng không có nổi nữa còn ở bên đây đừng có phản biện kiểu đó tại vì các bạn quá thấp hèn ok đó là một phần các bạn cũng bảo lãnh cha mẹ qua thì ngày hôm qua mình có chia sẻ một bài đó u ừ, U60 đang an nhàn ở Việt Nam ham định cư Mỹ để làm gì? Hả? Dạng giống vậy đó, qua Mỹ làm chi để coi con coi cháu, qua Mỹ làm chi để phải đi làm, qua Mỹ làm chi nói cho nhiều cho cố để con nó đuổi ra khỏi nhà. À, tụi, tụi nó bất hiếu ghê. Đạt Nguyễn đang nói cuộc sống Mỹ với Đạt Nguyễn không đang nói cuộc sống Việt Nam. Cuộc sống Việt Nam có biết bao nhiêu nó, nó đánh cha đánh mẹ nó thì tụi nó không có thấy. À, đây các bạn, một bạn em y chang vậy hơn tháng nay đau đầu xưa em đi làm về mệt mỏi vẫn cơm nước chén bát cho vợ và im ấm ông bà qua đây hầu cả vợ lẫn ông bà cơm nước quần áo coi như anh này á hồi xưa đó là anh đi về anh vẫn nấu cơm nấu nước cho vợ cho con bây giờ á, ông bà qua đây hầu luôn cả ông bà lẫn vợ cơm nước, quần áo, chả phải đụng tay việc gì. Chơi với cháu cũng không nên hồn. Mở mặt, lỡ miệng nói ra là đã cho con bé chưa được 2 tuổi uống trà đặc. À, mà, cho cho con bé uống uống trà đặc 2 tuổi. Rồi, không sao, đâu có mấy ngụm thôi hà. Không nổi điên. Đồ đạc lung tung bê bối đụng tới gì là phải đi tìm. Chỉ việc nhắc vợ em giặt quần áo thôi mà cũng không nói. Nhờ nấu đồ ăn mà đúng hai tuần được ba nồi, hai canh, một cá kho từ ngày dặn. À, từ ngày dặn đến 13 ngày sau vẫn còn. Viết cái này thì chưa hiểu các bạn. À, nấu á, nhờ nấu thì nấu được hai tuần được ha ba nồi hai canh Nào, hai nồi canh một nồi cá kho từ ngày dặn đến 13 ngày vẫn còn mở ngoặt trong khi à, vẫn còn dặn ok trong khi đó trong tủ lạnh không thiếu món gì từ gà heo bò đóng ngoặt coi như á nhờ nấu thì nấu không nấu nhờ không nhờ nữa thì không nấu nữa chỗ ở thì nhỏ hỏi anh đạt đi làm từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ 30 tối. Không ngã lưng được lúc nào, nhìn có ứa gan không. Tuần trước em chốt được một câu, kiếm việc ở và chỗ khác cho ông bà đi, làm đi em. Cái này là ba mẹ vợ nè. Anh chịu hết nổi rồi, 36 tiếng sau, chính tay em dọn từng món chất lên xe, chở tới chỗ làm, à, hộp thùng À, hợp đồng thuê nhà rồi dọn dùm ông à, dọn dùm ông bà luôn ok rồi đâu có đâu nữa rồi dọn dùm ông bà luôn rồi đã vậy còn hay cãi ngang lương lẹo hay đổ thừa chia sẻ nhiều vậy cũng phiền anh quá thông mong anh thông cảm mai đi xưng tội với cha ok đây còn cái nữa còn bôi xấu sau lưng em cho vợ nghe rồi suối làm cái này cái kia em cố gắng cam cam chịu à em cố gắng cam chịu ngụy trang trên biết đi như thế nào à, dưới cũng khó đọc các bạn à, đi em mở lo ngoài cho nghe với ngày giờ và hình ảnh vợ chồng như chó với mèo cả tháng nay nghĩ mà điên à đi đúng năm ngày kiếm cớ nọ cớ kia đòi về vợ chồng lại cắn nhau à câu này viết à bạn viết thì đọc hơi khó à, còn bôi xấu sau lưng em cho vợ em nghe rồi suối làm cái này cái kia em cố gắng cam ngụy trang nên nên biết trước à em cố gắng nguyện gì khi đi em mở lo ngoài cho nghe với ngày giờ và hình ảnh nói chung câu dưới không có không có hiểu rõ thì à, bạn thấy đó đây là một à, anh việt kiều bảo lãnh cha mẹ vợ qua nhưng mà bạn thấy y chang như rằng à, các bạn có cái những cái trường hợp đó thì các bạn có thể à, à, mời các bạn lên nói trực tiếp hoặc nếu không trực tiếp được thì các bạn à, nhớ à, ghi cho mình messenger và ghi rõ rõ chút xíu các bạn khi mà bạn các bạn ghi á các bạn đọc lại nhiều khi mình ghi á xong rồi cái mình câu từ á rồi cái 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 điện thoại mình biết iphone á là nó ưa là nó nó feel, không là nó nhảy vô rồi cái cái chữ đó nó không phải chữ đó chữ mình muốn cho nên á nhiều khi mình đọc mình khó hiểu à, cũng rất là cảm ơn một bạn và cũng xin lỗi là có có khúc rồi mình đọc không có hiểu thì bạn thấy không? ở bên mỹ những người va chạm đó đó họ mới thấy được, họ mới cảm nhận được. Và những cái người xung quanh, nếu mà họ chú ý, họ nhìn xung quanh cuộc sống Mỹ, họ mới thấy được. Thì có nhiều khi mình chia sẻ như vậy, thì họ nói, ơi, này nhiều chuyện. Ủa, tại đang chia sẻ cuộc sống Mỹ, phải có chuyện và phải có nhiều chuyện để mà chia sẻ. Chứ không lẽ giờ sao các bạn? Ha? Cái đó, đó là những cái bài học để cho nhiều bạn, để các bạn nhìn ra được, thấy được cái cuộc sống Mỹ ok và để cho các bạn ở việt nam á, mà chuẩn bị đi qua mỹ từ già đến trẻ qua còn những cái bạn mà đầu tôm á, nó đã ở trong nước mà cái đầu tôm rồi ở ra tới ngoài đây cái đầu nó vẫn tôm như thường nó chê hết cái này nó chê cái kia nó từ y tế đến ngân hàng tới cuộc sống mỗi ngày tới đồ ăn thức uống tới khung cảnh tới đi chơi tới đồ này nấy đó ở bên mỹ không có gì chơi ở bên mỹ khổ lắm ở bên mỹ đi cài như bò như trâu ở bên mỹ trả nợ không thậm chí ở bên mỹ mà cho con đi học cũng phải đóng tiền thì đó những cái tên đó thì thôi đi đi về Việt Nam cho rồi đi còn những cái tên mà nó mới qua đó mà nó nó lên TikTok, Facebook kể cả YouTube á mà nó làm như cuộc sống á ở đây nó cực khổ quá đừng chê Việt Nam nha à cuộc sống ở gì ở đây nó cũng khổ vậy nè nó nói chung á là nó làm cho những người ở đây bất mãn tụi nó và nó đi ra cộng đồng không có chơi với nó hết á các bạn còn các bạn ở trong nước mà những các bạn mà mà ghi như thế này á các bạn chả hiểu gì cuộc sống mỹ ok những cái đứa đó nó qua tới đây việt kiều nó qua tới đây nó chia sẻ mà nó còn chưa chưa chia sẻ nó nó chưa nói được nữa đó. như con lý mặt sầu họ lê đó đó nó mình mình có máy bài của nó nữa đây nè mình chưa có thời gian đó, các bạn Hừm. nó nó đại diện cho việt cầu à, nó đại diện cho những người à, trí thức ở việt nam mà nói ở việt nam mà có những cái đứa này mà nó đại diện cho việt nam là chết bà việt nam luôn các bạn Hừm. cuộc sống nó không biết cái gì hết á. ai à, đây nè. Nó nói đó là ở Việt Nam á là nó ở đâu cũng thành công được hết á. Để để cho bạn nghe rồi từ từ mình làm cho các bạn một bài nè. Không có năng lực thì xứ nào cũng vậy thôi. Làm công xứ nào cũng Không có năng lực ở đâu cũng cũng vậy á. Ừ. thì đến xứ nào cũng vậy thôi làm công nhân là xứ nào cũng khổ mà công nhân ở bên nước ngoài thì cũng làm từ ba bốn giờ sáng bảy tám giờ tối mới về hai ba chót thì mới có được cái cuộc sống căn bản ổn định wow. việt nam là muốn có nhà cửa xe cộ thì cũng phải nỗ lực thôi ở sống ở xứ nào cũng vậy cả ừ. đừng nói là công nhân ở bên đó có nhà công nhân ở Việt Nam không có nhà nha. Trời Tôi ơi. Tỷ lệ phần trăm công Việt Nam mình mới là những người mà có nhà nhiều nhất Tỷ lệ phần trăm mà có nhà là nhiều hơn bên xứ đó rất là nhiều đó đa phần Thôi các bạn đó là một cái để mình mình nó nói nó là ở đâu cũng à, nếu mà muốn là thành công thôi uhm. nó là một việc kiều thất bại nó bỏ việt nam à, nó bỏ mỹ nó đi về việt nam mà nó nói ở đâu cũng thành muốn thành công là thành công à, ở đâu cũng được đó là một cái xạo láo của nó để mình mở lên cho các bạn nghe một cái khúc này rồi mình cho các bạn nghe nè ừ, coi nó nè nó là một việc kiều thấp bãi thành công cái gì hả à? đi qua mỹ sống không nổi mà mình đã làm rất là nhiều lần rồi các bạn nó sống không nổi ở mỹ đế này cho nên nó mới đi về việt nam rồi về việt nam và bắt đầu không biết trúng mánh cái gì đó xạo láo lên ta cho đây là sống ở việt nam ngon nếu nó ngon nó nó không có đi mỹ ok ôi sao nó không có chạy lên cả đâu 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 <laughs> cái khúc này tiêu này internet nó chậm dữ vậy ta nghe yeah, nè việt kiều là cũng là việt kiều thành công là nó đó nó đi đâu cũng thành công <laughs> mình là nét quá chậm đây đâu bạn bạn coi <laughs> Tại vì sao tại vì bằng cấp tại vì bản thân tôi là uh, có thể sao nhân tôi không có mở tại vì sao tại vì bằng cấp của tôi qua bên đó không có làm được cái gì chương á rồi bằng cấp của tôi qua bên đó không có làm được cái nhị chương á rồi là... bằng cấp của tôi qua bên đó không có làm gì được hết trơn á nó vậy mà nó 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 là nó năng nó lực ở đâu cũng làm được. Thôi thôi cho phép mình xin xuống like xin chúc cô chú chào lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn thích cho mình xin một like hẹn gặp lại sau bây giờ phải đi cai các bạn bye bye